cấp độ của sự trưởng thành mà chúng ta phải nỗ lực để từng bước đạt được. Cấp độ thấp nhất nó gọi là dependent, tức là một người phụ thuộc, họ yếu đuối, họ dựa dẫm và họ lệ thuộc vào cái sự hỗ trợ của người khác. Và vì vậy chúng ta phải nỗ lực trau dồi để có cho mình ý chí, những mục tiêu, những cái định hướng và sự quyết liệt để đạt được cấp độ trưởng thành cao hơn. Nó gọi là independent, là một người độc lập, là một người có mục tiêu, có định hướng, có ý chí và sự quyết liệt. Và đây là người họ phải đấu tranh được cho những mục tiêu mà mình mong muốn và tự bảo vệ chính mình. Nhưng các bạn không thể dừng lại ở independent, chỉ là một người độc lập, mà chúng ta phải tiếp tục trau dồi và nỗ lực để phát triển được bản lĩnh của mình thành một cái người mạnh thật sự. Đó gọi là cái người interdependent, là cái người có thể tương trợ, hỗ trợ và nâng đỡ được người khác, là người họ có thể lắng nghe, có thể thấu hiểu, có thể đồng cảm và rồi có thể support, hỗ trợ và giúp đỡ những người xung quanh. Thì đó mới là người mạnh thật sự. Bởi vì suy cho cùng, cái người mạnh không phải là người có khả năng đè người khác xuống, mà là người có đủ sức mạnh để nâng người khác lên.